Tại vì hình như là vợ anh đã phát hiện ra chuyện gì đó rồi. Thời gian gần đây cổ hay dò xét mấy chứng từ, rồi dò hỏi anh đủ thứ chuyện hết. Nếu như cậu biết thì sao? Tạm thời anh cũng chưa biết nữa. Nhưng mà sắp tới chắc anh phải hạn chế tới đây. Anh cũng đã nói chuyện với bên phía Hàn Quốc rồi. Anh nói là công ty bây giờ là của em, không có liên quan gì tới anh nữa. Cho nên từ nay em có thể tự mình ký kết hợp đồng với bên đó. Cảm ơn anh. Nhưng mà em em không cần phải lo mấy chuyện đó đâu. Anh nghĩ là em nên tới bệnh viện khám tổng quát đi, sau đó lấy kết quả xét nghiệm rồi điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Thật ra thì HIV bây giờ không còn là bệnh nan y nữa đâu. Người ta đã có thể chặn đứng bằng thuốc ARV rồi. Em cũng không cần bi quan vậy đâu. Thôi, anh phải đi rồi. Ngồi lâu mất công, có chuyện. Hồ sơ nè, về điền đầy đủ thông tin vô trong đó rồi đem qua cho tôi để tôi nộp vô trường. Ngày 15 này là nhập học đó, nhớ đi học cho đúng giờ. Dạ. Đứng ở làm gì nữa? Ủa, tính đi bộ về hả? Ủa anh ơi, dạ anh đi học, anh đi bằng gì? Thì cô tự đi đi, chứ lẽ cô bắt tôi cõng cô đi? Từ đây về nhà em xa lắm, mà em đâu có xe đâu. Thì đi xe đạp của cô đó. Xe đạp cũng không có luôn. Lên xe. Con cứ tưởng lên Sài Gòn con sẽ kiếm được tiền, nhưng con không có nghề nghiệp, không có bằng cấp gì. Xin được đi làm công nhân thì không có đủ tiền để đóng tiền nhà trọ, thì lấy đâu mà gửi về cho má. Cùng đường con phải vô làm ở quán bar, rồi con gặp ổng. Lúc mà con điện thoại về cho má, con nói có người bảo bọc con. Má cứ nghĩ là con gặp được người đàng hoàng, có thể chở che con, rồi cưới con làm vợ. Má đâu có ngờ. Thì con đã nguyện làm vợ của ổng suốt mấy năm trời, dù không được ra mặt, phải giấu giếm, lén lút. Con cứ nghĩ là một ngày nào đó, ổng sẽ nhìn thấy được tình cảm của con, rồi sẽ cho con được một danh phận. Không ngờ tới lúc con có thai mới biết mình đã sai lầm. Thôi, cứ coi là mình vô phúc đi con. Cái nhỏ này để đây má nuôi. Con cũng vậy, con cũng ở nhà nghỉ ngơi cho đầu óc nó thanh thản. Từ từ rồi mình tính. Vô đây. À, anh.
Chị muốn mua xe hả? À, muốn mua xe thường hay là xe điện hay là tốt? Bên này có đủ loại hết. À, thích chiếc nào thì cứ lựa đi. Nhìn tôi gì? Con nghe hả? Con biết hả? Hay là chị vô trong coi xe điện đi. Xe điện chị phải ghe như xe máy vậy á, đỡ tốn tiền xăng mà giá 7 triệu à. Thôi khỏi, tôi chỉ mua xe đạp à, tôi không phải đại gia. Dạ, em coi xe thường được rồi anh. Mua xe loại tốt. Hay là chị coi mấy mẫu này đi, giá cũng rẻ mà chạy cũng bền lắm á. Cửa hàng em bán chạy lắm á. Chiếc này bao nhiêu? Dạ, 2 triệu anh. Cái gì? Chiếc này mà 2 triệu hả? Xe đạp gì mà mắc dữ vậy? Có bớt không? Dạ không, tại vì cửa hàng em là bán đúng giá à. Có bảo hành vô đàng hoàng không? Tôi lấy chiếc này. Dạ. Cảm ơn anh chị nha. Ủa? Cái gì? Đi giờ sao em về? Thì tự cô đạp về đi, cô có chân mà. Nhưng mà em đâu biết đạp xe đạp đâu. Ơi, cô đúng thiệt là rắc rối mà. Anh Long, tự mà lo thân mình đi. Anh Long, anh đâu có biết đạp đâu trời. Tâm nguyện của con là lên Sài Gòn kiếm nhiều tiền, rồi để dành mua một căn nhà nhỏ, rồi đón má lên sống với con. Ai ngờ bây giờ con lại quay trở lại đây cho má nuôi. Con vô dụng quá. Người ta bỏ mày chứ má không có bỏ con. Không có cha mẹ nào mà bỏ con hết á. Mà thằng cha đó, cha không nhìn mặt con chả thiệt vậy đó hả? Ông không cần biết nó sống hay chết, thẳng tay đuổi con ra khỏi nhà khi con sắp tới ngày sanh đó. Trời ơi là trời, người đâu mà ác đức vậy không biết nữa. Thứ đàn ông gì mà dám chơi mà không dám chịu. Chả tệ bạc với mày thì đã đành đi, còn có thể tha thứ được. Mà nó không có trách nhiệm với giọt máu của nó, thứ đó không có tha thứ được. Thực ra con với ông đã thỏa thuận với nhau là không có để dính bầu, mà phải uống thuốc tránh thai thường xuyên. Con nhìn thấy ông là người tốt, lo cho con chu đáo, rồi con thương ông thật lòng, cũng muốn có đứa con để ràng buộc, rồi mới bỏ thuốc, rồi dính. Con không ngờ ông biết chuyện rồi ông không có chịu. Ông nói chỉ xem con như một mối quan hệ bình thường chứ không có yêu thương gì hết. Ông kêu con đi phá thai, con thì không có đành. Xã hội bây giờ những người đàn ông như cha đó không phải là hiếm. Mà như con cũng vậy nữa. Chấp nhận làm gái bao rồi mang thai, bây giờ người ta cũng không có lên án. Má cũng không có trách mắng, không có chửi mắng gì con đâu. Nhưng mà nghĩ mày sao dại quá. Cũng phải coi người ta có thương mình thật lòng hay không, rồi để mang bầu.
sanh con như vậy đó, người ta không nhìn nhận. Mình có níu kéo mình ăn dạ, người ta có chấp nhận mình đi chăng nữa thì cũng là bất đắc dĩ thôi. Nhắm như vậy con có chịu được không? Sống hết cuộc đời con như vậy, con nhắm con sống nổi hay không? Con chỉ cần má con có tiền thôi. Chỉ cần nó được ăn học đàng hoàng thì có gì con cũng chấp nhận được hết. Nhưng mà người ta đã có vợ có con rồi, con sống như vậy á, chẳng khác nào làm phá hoại hạnh phúc của người ta. Mình có níu kéo mình giành giật để người ta về của mình á, con làm như vậy á thì tội càng nặng thêm đó con à. Ơi, mệt quá. Má, uống nước đi cho khỏe má. Ừ. Đây, để con đấm lưng cho. Ừ. Ai. Không biết chị ba làm gì mà đi lâu dữ vậy. Đi từ trưa tới giờ chưa về nữa. Nó đi đăng ký học với thằng Lâm. Mà chị ba xuống quá à. Tự nhiên chị không được đi học với anh Lâm. Trời đất ơi, cái con này lãng nhách chị vừa thôi. Nó lớn rồi, nó phải học nhiều. Rồi chị con vô xưởng hãng làm mới xoay sở được mọi thứ. Con còn nhỏ, vô đó làm lỡ có gì không biết xoay sở rồi là mất mặt anh Lâm sao? Con làm gì mà mất mặt anh Lâm? Thì cái gì không biết á thì học rồi sẽ biết. Có ai mà tự nhiên khi không mình sinh ra biết hết được mọi chuyện đâu má. Cô chỉ giỏi trả treo à. Nếu đã chấp nhận thì phải chấp nhận cái thân phận mà người ta đã lo cho mình. Còn con có cố trèo đèo bon chen á, bây giờ người ta ruồng bỏ như vậy á, con phải đành chịu thôi. Má, má là má của con. Má không binh con thì thôi, tại sao đi binh người ta vậy? Con thiệt là vô phúc quá mà. Có phúc hay là vô phúc á là do mình thôi. Đó là cuộc đời của mình, là do cách sống của mình. Đừng có đổ thừa cho số phận, đổ thừa cho má hay cho người khác. À, chị ba về ơi. Xe đạp của ai vậy chị? Trời ơi, xe của ai mà mới dữ vậy con? Ảnh mua. Hả? Ảnh mua cho chị hả? Ờ. Quỷ thần ơi, đừng nói là ảnh kết chị nha. Con này vô duyên lãng nhách quýnh cái bây giờ. Chứ sao khi không ảnh mua xe cho chị? Ảnh mua cho tao để tao đi học chung với ảnh, rồi đi làm chung với ảnh. Xưa giờ có ưa gì gia đình mình đâu, sao lại tự nhiên mua xe? Con khổ quá. Bây giờ con không biết phải làm sao nữa. Nhiều lúc con quẫn quá, con muốn chết đi cho rồi. Nhưng nghĩ lại, làm vậy cũng không được gì. Rồi để lại tiếng xấu cho mình, cho má. Nên cứ phải sống khổ sở rất dữ như vậy nè. Sao lúc đó con không điện thoại, con gọi má lên trển với con? Thân con gái con đứa ở trển một mình đẻ chữa như vậy, là có chuyện gì thì sao? Má lên rồi má ăn ở đâu? Con nuôi con còn không nổi nữa, lấy đâu lo cho má? Bây giờ con phải về đây ăn bám má nè. Coi như kiếp trước má mắc nợ con đi. Nhưng khi con lỡ một lần rồi. Thôi chuyện này nhỏ, má đi kiếm gì nấu cho mà ăn. Từ từ, chuyện gì thẳng thẳng rồi tính, nghe không con? Tôi tưởng má sẽ đổi được cho con hộ khẩu thành phố. Ai về bây giờ con lại trở lại ở quê với phụ ngoại. Bây giờ má con mình mới được đổi đời hả con?
Con thích con cào cào hay con châu chấu? Dạ, con nào con cũng thích hết á. Con nào cũng đẹp hết trơn trời á. Bữa nào á, ông ngoại sẽ chỉ cho con cách á, con làm con cào cào với hai con châu chấu nghe không? Dạ, tía. Tuổi thơ của ông ngoại thì gắn liền với mấy cái con này đó. Tía. Gì con? Trời, tía ngó nè. Đẹp ghê không tía? Coi giùm con đi tía. Vậy mua mày áo gối hả? Trời đất ơi, sắp giải người ta đẹp vậy tía kêu mày áo gối. Mắt của tía giờ cũng hơi mờ mờ rồi. Mà bây mua nào vậy? Trời ơi, con làm gì dám xách tiền mua sắp giải vậy tía. Hồi nào giờ á, con toàn mặc đồ cũ người ta cho, không có mua đồ sida mặc không à. Cái này á, của ông Sáu mua cho con. Ông cầm tới con, ông nói vậy nè, về mai đồ mặc đi cho biết. Đó giờ chưa biết mặc đồ mai là gì. Cái con nói, ủa là sao? Cái ông nói, à, muốn mai gì mai, miễn sao là quần áo là được á. Chứ coi coi, vô duyên giải phải mai quần áo chứ mai gì tí ha. Nghe lời được nhiều mà. Mình mới ra bán nên phải lấy lợi ích thôi để mình kéo khách. Lời cũng không được nhiều. Nói chung cũng đủ mẹ con mình ăn cháo, gà. Thiệt hả má? Thiệt. Trời nè, ơi. Đây là hết 100 rồi đây nè, còn nữa. Trời ơi, đã quá à. Biết như vậy á, tụi con đi bán sớm sớm một chút. Chứ tự nhiên khi không đi bán cà phê, giờ nghĩ lại nhục thì chết. Biết nhục im đi, rống họng cho thằng xóm nghe cười vô mặt hả? Tại má không biết á. Chứ con với chị ba bị mấy thằng khách nó cứ cà rỡn, giỡn mặt hoài à. Tại nó nghĩ là tụi con làm gái. Mà cũng nhờ có dì hai chỉ cái vụ buôn bán này á má. Chứ nếu không thôi á, là không chừng giờ này hai chị em tụi con cũng làm gái. Ăn nói bậy bạ, nó hay quá. Cấm miệng cho người ta cười bây giờ. Khùng gì đâu. Thích gì thì mình. Dạ. Dạ, chào chú tới chơi. Dạ, con chào chú. Chú cứ để con tự nhiên đi. Dạ, em chào chị hai. Tía, tía dẫn Bi ra xa nhà giùm con đi. Mấy ngày mình xuống mình chơi tiếp mà. Ông chủ ai là chơi nha. Dạ. Có chuyện gì bình tĩnh nha con. Em xin phép em ngồi được không chị hai? Ai kêu mày tới đây? Mày tới đây làm gì? Kệ chị hai. Thứ nhất á, em tới đây để thăm chị hai. Còn thứ hai là để coi em mẹ con Lâm sống ra sao. Ủa, mày tử tế hồi nào vậy hả? Kì chị hai, sao chị cứ cắn đắng em hoài chuyện ngày xưa vậy? Dù gì thì chị em mình cũng gặp lại nhau rồi mà. Ông á, Lâm, ba mới tới thôi. Con nói chuyện với má hai con chuyện đó chưa? Con nói đi con. Sao lại đến đây? Kìa, tôi không cần biết ông đến đây với lý do gì, nhưng mà ở nhà tôi không ai chào đón ông hết. Kì Lâm, ba. Ông đi ra khỏi đây. Lâm, tôi nói ông nghe không rõ hả? Lâm, làm ơn đi ra khỏi đây đi. Ôi, được rồi, được rồi. À, ba sẽ đi. À, xin phép chị hai em về. Ba đi nha. Con gặp nó hồi nào vậy hả Lâm? Dạ, ông đến trường kiếm con, nhưng mà con không có tiếp. Con nghĩ chính vì vậy mà ông mới mò tới đây á má. Lâm. Dạ. Má nói cho con biết, với tính cách của thằng Sang, thế nào nó cũng tìm con nữa. Nhưng mà nếu như con gặp nó, má từ con đừng bao giờ nhìn mặt má nữa. Vậy? Chuyện gì vậy ba? Chuyện gì la dữ vậy con hả? Có
chuyện gì vậy? Quỷ thần ơi, chuyện gì nói dạ. Má nghe coi chuyện gì. Má ơi. Cái gì? Con biết chạy xe đạp rồi. Trời ơi, con chạy quy một vòng quanh sân luôn á má. Con chạy giỏi lắm luôn á. Trời ơi. Con vậy thôi hả? Còn gì nữa không? Hết rồi. Chỉ biết chạy xe đạp thôi hả? Con làm như má nghe trong nhà tưởng con bị rắn cắn vậy. Hết hồn hết vía. Bỏ tay cái con này luôn á. Trời ơi, thích quá, kể từ giờ là chạy xe được rồi. Xe đạp ơi, đã xa rồi con đâu. Mỗi tình thơ, tránh ra cho chị đạp em. Sáng như một giấc mơ. Xe đạp ơi, đã xa rồi con đâu. À, chị ba. Cái gì? Dạy em với. Không. Để em đạp với. Không. Tránh ra cho chị đạp coi, chị biết đạp giỏi quá trời. Em đạp cho nè. Đi mà. Không, nghe tránh ra coi nha. Chị ba. Thôi, tao đi chơi đây. Bye. Chị ba. Lâm, Lâm. Lâm. Giờ hát nữa, hay ăn nhung như vậy? Cho ly cà phê đá. Tôi có một ly cà phê đá. Ít đường thôi. Chú làm cái gì vậy? Cháu đã dặn chú như thế nào? Ba muốn cho má hai con thấy ba không hề làm hại con. Ba chỉ muốn đem điều tốt đẹp cho con thôi. Cháu đã dặn chú, nếu như mà má hai của cháu biết cháu đi gặp chú thì má cháu sẽ từ mặt cháu, chú hiểu không? Bà từ mặt con thì hề hứng gì chứ. Dù gì bây giờ con cũng tự lập rồi mà. Bà đâu có nuôi con nữa đâu. Dù sao cũng là... Nhưng đó là má của cháu, là người ơn của mẹ con cháu, người đã cưu mang mẹ con cháu suốt hai mươi mấy năm trời. Không thể nào phủ nhận cái ơn nghĩa đó mà nói những lời bạc bẽo như vậy được. Nhưng bà có quyền gì cấm ba gặp con chứ hả? Hồi xưa có bà bán dưa, bà đem dưa ra chợ bán. Bà bán hết dưa xong rồi cái bà đi về. Hết. Ông anh chị. Đâu đây? Chào chị hai. Đâu qua đây mà chào hỏi. Sao dạ. Không đi bán? Không, nhà ông về để chào cái. Chào ông. Ờ, chào con. Dạ. Trời ơi, ông mà mày chào vậy đó hả? Sao mày đi đâu qua đây? Dạ, hôm nay có bán nhưng mà tại vì con nghỉ sớm. Sao nghỉ sớm không có nhà qua đây làm chi? Ủa vậy chứ anh Lâm không nói gì gì biết hả? Nói gì là nói gì, nó nói tùm lum chuyện ít, ai biết chuyện gì. Ba là ba của con, còn bả là cái gì? Bây giờ chú quay trở về đây để nhận cha con thì cháu cũng đã lớn rồi, mẹ của cháu cũng đã hoàn toàn khỏi bệnh. Nói thiệt, có thể bây giờ không cần chú, mẹ con cháu vẫn có thể sống một cuộc sống tự lập được. Chú thử nghĩ coi, nếu như mà ngày xưa không có má hai cu mang hai mẹ con cháu á, thì bây giờ nè, mẹ con cháu có thể sống nổi cho tới ngày hôm nay không? Cuộc đời của mẹ cháu là coi như hoàn toàn bỏ đi rồi. Còn cuộc đời của con nè, sẽ trở thành một thằng cùng bơ cùng bất, đầu đường xó chợ, đi ăn xin ăn cướp ở ngoài đường đó. Con sẽ không ăn học được tới ngày hôm nay đâu chú à. Lâm à, thôi được rồi. Thì cái chuyện con đi học á. Mày đi học? Dạ. Mày đi học cái gì? Thì con đi học lớp quản trị kinh doanh chung với anh Lâm nè. Anh Lâm mà nói với con á, bán rau bán chị bán ba người uổng. Cho nên là một người á, đi học đi là con đi học á. Rồi hả, sau này á, con ra trường rồi con vô xưởng con làm, con có lương với người ta. Ảnh người xe đạp cho con đi học luôn cái gì. Mày nói gì? Thằng Lâm mua xe cho mày hả? Dạ, cái xe ngoài cái gì? Cái xe đó Lâm mua hả? Dạ. Trời mẹ ơi. Tía.
Sao Lâm nhà mình nó dại gái dữ vậy Tía? Nó giấu con tiền mua xe cho nhỏ này nè Tía. Vậy con không phải là gái đâu, gì kêu con là gái vậy? Ủa, chứ không lẽ mày là trai hay là mày bị ấu môi? Anh Lâm ảnh đối xử với con vậy tại vì con là cháu chồng của má hai ảnh mà. Thôi, mà không có thể nào mà chấp nhận được chuyện này. Cái mối quan hệ gì mà lung tung linh đan rồi sập sình vậy, không có chấp nhận được, không có chấp nhận được. Thôi, nhức đầu quá, tao không thích nghe mấy chuyện này rồi đó. Nhỏ này á, lanh thiệt đó, nhưng bây á đã là bà con với má nó rồi, thì bây khó lòng mà làm con dâu của con gái tao nghe. Dạ. Thôi được rồi, ba sẽ theo ý con, ba sẽ không đến nhà con nữa. Nhưng ba muốn gặp mẹ con, ba muốn xin lỗi mẹ con và đền bù cho mẹ con. Chú nói nghe dễ nghe quá ha. Chú bù đắp làm sao nổi. Cả một thời tuổi trẻ của mẹ tôi ở trong bệnh viện tâm thần kìa. Mẹ của tôi sẽ không tha thứ cho chú đâu. Bây giờ tôi không muốn làm gì với chú nữa. Và coi như tôi chưa từng đến công ty gặp chú. Chào chú. Kiệt lắm. Con bình tĩnh lại đi. Con ngồi xuống đi. Thôi mà. Con uống nước đi. Ba xin lỗi con mà. Thôi được rồi. Coi như là con tính sao ba nghe vậy. Được chưa? Con à, dù gì con cũng là con của ba. Cho dù con cố tình phủ nhận, thì trong người của con, một nửa gen di truyền trong người của con cũng là của ba mà. Phải mất bao nhiêu năm ba con mình mới gặp được nhau. Cho nên dù có chuyện gì xảy ra, ba con mình hãy cùng nhau giải quyết nghe con. Con đừng có làm như vậy. Con phải hiểu là ba luôn muốn đem điều tốt đẹp cho mọi người, kể cả mẹ con. Cho nên nếu ba có làm gì sai, có thể là ba làm trái theo ý con, thì cũng xuất phát từ tình cảm của ba, từ tấm lòng của ba dành cho con. Thôi được rồi, kể từ nay ba sẽ không làm trái ý con nữa. Được chưa? Ba. Con chịu kêu ba rồi à? Con chỉ xin ba một điều thôi. Ba đừng có cho má hai biết chuyện con đã gặp và làm ở công ty của ba. Nếu như mà chuyện này bại lộ ra thì con sẽ bỏ đi ngay lập tức. Thôi được rồi. Ba hứa mà, con yên tâm đi. Nhân tiện con cũng muốn nói với ba là sắp tới con sẽ tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, con sẽ có nhiều thời gian để làm việc cho công ty của ba. Đến lúc đó con sẽ làm việc thật sự. Ba cảm ơn con. Công ty của ba con mình chứ, phải không? Dạ, chào ông. Ông uống nước không con lấy? À, khỏi. Dạ. Em dạ. Em mới từ công ty về hả? À, dạ, em bỏ quên ít đồ nên quay về nhà lấy, giờ em đi liền. À, em có đi gặp ai không? À, có, em đi gặp khách hàng, cũng không quan trọng lắm. Mà có ai đặc biệt không? Anh sao vậy? Điều tra em hả? À, không có, anh xin lỗi. Anh không có ý đó. Nhưng mà anh sao vậy? Có chuyện gì hả? Có người theo dõi em đó. Thế
theo dõi em. Ừ. Chắc chắn là như vậy. Anh thấy bởi vì anh biết hắn ta là thám tử. Sao thám tử lại theo dõi em chứ? Bởi vì hồi nãy anh đứng trên lầu anh nhìn xuống, anh thấy hắn ta theo em về tận nhà. Thôi kệ đi. Em làm gì phải sợ thám tử chứ? Em đâu có làm gì đâu. Mà nè, anh à, anh có muốn biết gì về cô Tuyết không? Anh đâu còn liên lạc cô ta nữa. Cô ta chỉ đem phiền phức tới cho anh thôi. Anh không muốn biết về đứa con của mình hay sao? Em sao vậy? Anh đang biết rất rõ về con của mình. Chỉ có mỗi mình nó là con của anh thôi. Và từ đây trở về sau, anh sẽ luôn bên cạnh nó. Ý em muốn nói là đứa bé con của cô Tuyết kia kìa. Anh đã nói là không muốn liên quan cô ta và tất cả những gì liên quan cô ta. Em đừng nhắc nữa được không? Cẩn thận tên thám tử đó. Không phải ông Sang thì ai cho người theo dõi mình đây? Lắm. Dạ. Con giải thích cho má nghe đi. Cái chuyện của con Thí đó, tại sao con kêu nó nghỉ bán ở ngoài chợ rồi đi học làm sao? Đã vậy còn mua xe cho nó nữa làm sao? Thí, con giận lắm. Sao không nói? Dạ tại con thấy cái nhà bên đó cũng chịu làm ăn á má. Mà bán rau ngoài chợ cần gì tới ba người dữ vậy? Hai người là đủ rồi. Nói suốt ngày cứ chùm nụm mà phải chia nhau ra mà đi kiếm tiền chứ má. Con nói hay quá ha. Cũng con là cái người ngay từ đầu phản đối cái chuyện này. Rồi giờ cũng con nữa. Con làm vậy là ý làm sao? Con nói cho má hai nghe coi. Dạ thì con đâu ưa đó đâu. Con ghét dữ lắm á. Cái thằng đó nghe mắc cười à. Không ưa người ta mà rủ người ta đi học, không ưa người ta mà mua xe đạp cho người ta đi. Chà, nhà nghèo mà mua xe đạp đem cho đó hả? Giống như nhà giàu mua xe hơi đem tặng vậy đó. Mà bộ bà dư giả dữ nghe. Đó, tôi nghe ngoại nói chưa? Trời ơi, không phải vậy đâu ngoại ơi. Con đâu có dư tiền mà đi làm từ thiện như vậy. Phải chi á mà má con mình buôn bán sớm hơn á thì đâu có đến nỗi mắc nợ như giờ đâu phải không má? Trời ơi, nhỏ lớn giờ má có làm gì đâu. Tại vì bà ngoại tụi con hồi xưa giàu lắm à, má cứ ăn ở không gần nhõng tới ngày lấy chồng. Rồi khi lấy chồng như vậy nữa à, đâu đụng gì tới móng tay đâu. Rồi tới khi lúc ba tụi con chết đi á, rồi anh hai tụi con mới đi vượt biên, mới làm gửi tiền về cho má con mình. Chỉ có mấy năm nay nó có vợ, có con, nó phải lo cho gia đình nó. Ê, bây giờ đi làm vậy mới hiểu, mới thương ba tụi bay. Hồi xưa cũng cực khổ rằng sao. Tội nghiệp cũng hết sức. Thiệt chứ con cũng thích đi làm mà má. Đi làm á, mình gặp người này người kia, rồi mình thoải mái đầu óc hơn mà mình còn kiếm được tiền nữa nha. Mà cái tiền đó là tiền sạch nè. Mình lo được cho bản thân mình lo được cho gia đình. Thích lắm chứ má. Con nói thiệt ha, con thích đi làm chứ đâu có thích ở nhà ở không làm biếng đâu. Chị ba xuống quá à. Vừa được đi học mà còn vừa được. Thôi đi, biết rồi, lại cái bài ca muôn thở nữa. Ai không muốn cho con đi học? Đâu phải tại gia đình mình khó khăn quá nên mới vậy. Chị ai muốn lo cho con đâu. Con đâu có trách cái chuyện mà má không cho con học hết phổ thông giống như chị ba đâu. Nhưng mà tại con nói cái chuyện... Ê, chuyện chưa tới đâu nha. Nói trước là bước cũng qua đó. Tại em cũng muốn được đi học chứ bộ. Biết rồi, nói hoài.
đâu phải cứ đi học có bằng này bằng kia là mới giàu đâu. Nè, bà nói con, tôi chỉ cần đi bán rau thôi, cô để dành tiền. Hả? Sao đó mình giàu mấy hồi? Giàu đâu cần bằng cấp. Trời ơi, bán rau hả? Lo cơm ngày ba bữa còn mệt nữa, ở đó mà giàu. Nó giàu trí tưởng tượng thiệt. Trời đó, ai cấm mình không được quyền tưởng tượng đâu con. Nói thiệt cho mẹ biết đi, có phải con có ý đồ gì không vậy? Thôi mà, cái chuyện này là cái chuyện của con mà, mọi người đừng có thắc mắc nữa có được không? Thôi thôi thôi, mình ăn cơm đi, ăn cơm đi. Chỗ này má mùi chả cá đồ ngon quá má. Chiên cái vàng ươm luôn. Chị hai, bộ này khoái gì đó nè. Con nít con nói là biết cái gì, khoái khoái cái gì mà khoái. Lâu mà ăn đi, chuyện quá. Con trai phải khoái con gái, người ta mới gọi gọi là bê đê chứ. Thôi ăn cơm đi. Hai à, kệ nó đi hai, ăn cơm đi. Sao kệ được? Em coi em đó, em chọn sai người, em khổ cả một đời rồi. Không lẽ giờ à, nó đừng có nghĩ ngợi gì nữa có được không? Con sẽ không tự làm khổ mình đâu. Với lại con cũng sẽ không khiến người khác khổ vì con đâu. Mắt cứ yên tâm đi. Ờ, thì cũng biết đâu. Biết đâu gì mà biết đâu. Má nói lần này cũng là lần cuối cùng ha. Nghe, là con làm ơn con tập trung vô cái chuyện học cho má. Nghe, con lo học hành giùm má cái đi. Yêu đương, đâm đầu vô cái đó là chết. Đàn ông con trai phải lấy cái sự nghiệp làm đầu. Chưa gì á là đâm đầu vô cái chuyện yêu à. Rồi mốt tương lai con làm sao? Trời, má ơi, má bớt mộng mơ giùm con đi. Má nghĩ sao mà bán rau mà giàu. Trời đất ơi, làm má, được má, gì? Má, hỏi thiệt nha. Cái tiền mà mình nợ bà Năm á, còn nợ bao nhiêu vậy? Ờ, gần 5 triệu. Cái gì gần 5 triệu lớn? Má nói làm sao chứ, má tính lại đi. Làm sao mà còn 5 triệu được? Hồi đó cái lúc mà tụi con đi làm ở quán karaoke á, là tiền hả, đưa cho bà rất là nhiều luôn á. Gần như là gần đủ luôn á. Đúng rồi má. Má biết cái chuyện đó rồi. Nhưng mà tại cái con quỷ mập mới tính lời cao quá. À, tiền lời này đóng chưa xong, có tiền lời khác chồng lên. Người ta gọi là lãi mẹ đẻ lãi con á. Cái kiểu này không biết cái đời cháu của má có trả hết nợ cho con mập đâu nữa. Má à, con nghĩ là bây giờ má phải tính làm sao đi. Chứ má cứ để vậy hoài á, tối ngày má con mình hả cứ còng lưng ra nuôi cho bà mập thay á. Má biết rồi, bởi vậy hổm rày á, má con mình á làm gì ăn uống chi tiêu gì cũng phải hết sức dè sẻn nè. Má muốn gom góp tiền để dành để trả hết cái nợ đó cho con mập đó. Rồi sau này á, trời ơi, khi má buôn bán có tiền bạc á, trời má sẽ mua sắm cho tụi con ăn ngon mặc đẹp, sắm sửa tụi con lồng lộng rồi lấy cho tụi con một người chồng hả, trời ơi hoành tráng luôn, trời ơi cho thiên hạ lé mắt luôn. Thôi con không thích để má kiếm chồng cho con đâu, ngon lành theo tiêu chuẩn của má con không có ham đâu. Con cũng không cần. Trời ơi, mình cần chi mà để cho thiên hạ lé mắt để làm gì má. Quan trọng là bây giờ nếu mà con tìm được một người nào á mà làm cho con thích nè, rồi làm cho con vui á, vậy được rồi. Nè, thôi, nói trước bước hôm qua đâu, ghét của nào trời trao của đó đó. Thì má cứ chờ coi, má đừng có chù con nha. Trời ơi, má chỉ muốn tụi con á mau sớm có hoàng tử đi rước tụi con về dinh thôi. Chứ trù gì mà trù, hai công chúa của má phải hoàng tử rước mới xứng đáng chứ. Nói thì nói vậy thôi, chứ trong cuộc đời người đàn bà, niềm mong ước lớn nhất là có một người chồng thương yêu mình, hiểu mình, lo lắng cho mình. Nhưng mà má nói thiệt là má không biết tụi con có được niềm hạnh phúc đó hay không. Nên má rất là lo. Xin mời anh Nguyễn Tuấn Kiệt. À, tôi đây. Mời anh vô ạ. Xin được chúc mừng cậu. Cậu phải làm tiệc ăn mừng đi nha. Kết quả xét nghiệm cuối cùng cho thấy là âm tính. Âm tính? Có nghĩa là không bị nhiễm HIV. Cậu được may mắn rồi đó.
Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Mà nè, dạ, cậu phải thận trọng đó. Không ai được may mắn hai lần đâu nha. Cậu phải biết tự giữ lấy mình đó. Dạ, con nhớ rồi. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Mẹ ơi, con sống rồi. Ôi, đừng lại nói chuyện xíu coi. Hả? Ai mượn? Ai xúi? Ai biểu cô mà sao cô nhiều chuyện quá vậy? Là sao? Tôi kêu cô học thì cô cứ lo học đi. Mắc mớ gì cô thèo lẻo với má tôi làm cái gì? Cô ngứa miệng quá thì cô mua thuốc đỏ cô xức với cái mỏ của cô kìa. Nè, tôi cấm cô nghe chưa? Từ rày trở về sau á, không có được qua nói cái chuyện gì cho má tôi biết. Lo ăn học cho đàng hoàng, cho đáng đồng tiền bát gạo đi. Tiền tôi chứ không phải là tiền từ trên trời rơi xuống đâu. Làm cái việc vô nghĩa, vô ích, vô bổ đó. Hả? Ê, ê, trời đất ơi, tự nhiên khi không tới xong mà chửi vằn mặt người ta à? Người gì đâu hả? Cứ tưởng dễ thương mà thấy ghét thế hớm á trời. Thôi tự nhiên bị chửi à. Mẹ ơi, mẹ ngồi đây chờ con á hả? Con cần gì? Mẹ mừng cho con đi, con sống rồi. Mẹ coi nè. Con tạ ơn trời Phật đã cứu con. Con tạ ơn trời Phật đã cho con được sống. Con xin chịu mọi sự trừng phạt để con được an lành. Mẹ, thôi vô ghế ngồi đi mẹ. Mẹ biết sao không? Con á thì đã ổn rồi, nhưng mà mấy thằng bạn của con á, người ta nói là phải xét nghiệm lại thêm một lần nữa, tại vì tụi nó chơi lầy hơn con mà. Lo cho một mình con đã đủ mệt rồi, còn tụi nó thì thôi, đã chơi á thì phải chịu. Còn mẹ? Mẹ không sao. Thấy con lành lặn, khỏe mạnh là mẹ vui rồi. Còn cuộc đời của mẹ đã bao giờ sống đâu mà sợ chết. Con đừng có lo cho mẹ. Ủa, má, thằng nhỏ ngủ rồi hả má? Ừ, nó ngủ rồi. Nhỏ gì? Nó dễ hết sức dễ luôn vậy đó. Mới bị lớn mà biết thương mẹ rồi. Không khóc không la gì hết, nằm xuống cái ngủ khì à. Có tính lên Sài Gòn nữa không? Con cũng không biết nữa. Nửa muốn, nửa không. Lên trên đó làm gì? Giờ chưa có chuyện gì làm. Ở nhà với má đi. Trồng bầu, trồng bí, nuôi heo, nuôi gà gì cũng được. Con lên trên đó không lẽ đi bán quán nữa hay sao? Con không có tính làm trong quán bar nữa. Con muốn kiếm một công việc đàng hoàng. Nhưng cái chính, con vẫn muốn. Muốn tiền gặp nó chứ gì. Nó đã đối xử với con như vậy mà con còn nhớ nhung tới nó làm gì nữa. Nó vùi dập con như vậy chưa đủ hay sao? Thà, Thà ơi. Dạ. Biểu. Dạ ba. Giờ còn sớm, đi ra chợ nấu món gì ngon ngon để cho thằng Kiệt nó ăn. Dạ. Nếu như con muốn mời bạn bè về nhà ăn cho vui cũng được. Còn không cảm thấy thoải mái á thì mẹ cho tiền ra nhà hàng ăn với bạn bè nha. Dạ thôi, con cảm ơn mẹ. Con không muốn ở nhà, cũng không muốn đi nhà hàng đâu. Con muốn chia vui với một người. Một người? Ai vậy? À, dạ không, con nói lộn á.
Ý con là mọi người, là thiên hạ, là tất cả mọi người đó mẹ. Con sống rồi, con sống rồi. Ủa bà, bà theo đạo Phật mà sao tự nhiên làm dấu thánh vậy? Lúc nãy ta đã lại Phật mười phương tám hướng rồi. Còn bây giờ ta tạ ơn Chúa. Thời gian vừa qua ta đã cầu hết các đấng linh thiêng, cho nên không biết là ai đã phù hộ cho thằng Kiệt, nên mình phải tạ ơn hết. Trời ơi, bộ cứ làm bậy rồi cứ cầu xin, rồi hay có người độ rồi cầu cúng, rồi xong rồi làm bậy nữa. Vậy làm bậy hoài luôn hả bà? Nè, cái con nhỏ này quá đáng rồi nha. Con đi nha. Mẹ con sẽ nguyện đến chết không dám làm điều gì sai phạm nữa, để không phụ ơn các ngài. Nhưng còn con của con thì sao hả má? Bây giờ thì nó cũng có dòm ngó gì tới đâu. Con mà con đi như vậy á, chẳng những cuộc sống con bấp bênh, mà con của con á, nó lại vắng hơi của mẹ. Thôi đi con, ở nhà với má đi. Má con mình hủ hỉ có nhau. Con cứ nghĩ tới cái cảnh ông đuổi con ra khỏi nhà khi buộc bầu con giật mặt. Con đau lắm má. Con cứ nghĩ hoài đến chuyện buồn như vậy á, thì con sẽ không sống nổi đâu. Thôi kệ đi con, bỏ qua hết đi.